Thưa quý vị, nhân tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công ty Điện lực Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thực tập phương án chữa cháy tại trạm biến áp 110 kV Xuân Hà cho hơn 70 cán bộ công nhân viên là lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Tình huống giả định được đưa ra là bức xạ nhiệt từ đám cháy có khả năng cháy lan đến máy biến áp T2 thuộc trạm biến áp 110 kV Xuân Hà đang vận hành mạng tải lớn, cấp điện phục vụ khu vực quận Thanh Khê và một số khu vực lân cận. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở BC Đà Nẵng đã lập tức báo động tại chỗ, đồng thời điện báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, lực lượng 114 đã triển khai 4 xe chữa cháy đến khu vực xảy ra sự cố. Lực lượng chữa cháy tại chỗ của Điện lực Đà Nẵng đã phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thực hiện các bước chữa cháy an toàn, hiệu quả. Kết thúc buổi diễn tập, hai đơn vị đã cùng trao đổi, đánh giá khả năng tổ chức chữa cháy của lực lượng cơ sở, tình trạng hoạt động của phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy tại cơ sở. Kiểm tra cái việc là sẵn sàng ứng phó và thực hiện theo đúng cái phương châm 4 tại chỗ trong công tác ứng phó phòng cháy chữa cháy khi có sự cố, và cũng nhằm mục đích là đánh giá lại cái khả năng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Qua đó là thời gian đến sẽ điều chỉnh cũng như là tăng cường công tác chữa cháy cháy của công ty. Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy là hoạt động được Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của công ty và khu vực xung quanh.